Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn chủ trì họp với các sở ban ngành, đơn vị liên quan về việc rà soát công tác triển khai sự kiện lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022. Theo kế hoạch, các hoạt động lễ hội du lịch golf Đà Nẵng bao gồm giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng, hội thảo golf và du lịch golf quốc tế, gặp gỡ báo chí trước thềm giải đấu, giải Pro Am, tiệc chào mừng, chương trình tham quan, trải nghiệm du lịch Đà Nẵng, khu vực trưng bày thiết bị golf và ẩm thực, hoạt động tình nguyện viên. Các hoạt động này đã được ấn định thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần tham dự và nội dung chương trình. Trong đó, với tâm điểm là giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng, tính đến nay có 98 trên 120 vận động viên quốc tế đăng ký giải đấu đến từ Thái Lan, Malaysia, Philippines. Còn Việt Nam có tổng cộng 22 suất đặc cách tham dự giải đấu. Tổng kinh phí tổ chức lễ hội du lịch golf Đà Nẵng dự kiến 14 tỷ đồng. Về công tác truyền thông, các đơn vị đã và đang đẩy mạnh quảng bá trực quan. Về vé xem giải đấu, dự kiến phát hành 5.000 vé tặng với 3 loại vé là vé VIP, vé xem theo ngày, vé xem toàn bộ giải đấu.